Anh ăn sáng đi ơi. Ok. Wow. Trứng ốp la hả? Ok, để em ra nhé. Sáng thôi. À, ngon quá. Ngán quá hả? Ừ. Bên kia thì anh đang đi bắt cá. Ừ. Ăn sáng nha. Ok. Xong mình đi tắm nhé. Ừ. Tắm hồ bơi. Xong anh dẫn em đi chơi ha. Tắm. Ừ, tắm. Phải có hương vị biển chứ. Đúng rồi đó. Sao mà không có hương vị biển được. Ừ. Chúng ta còn phải tắm. Ừ. Tắm xong chúng ta sẽ đi đâu ta? Anh sẽ kiếm cái chỗ nào đó dẫn em đi chơi. Em muốn đi Bầu Trắng. Bầu Trắng khá là nắng, để xem nha. Mở cho em coi nè. Nắng quá anh không thích hả? Nắng quá sợ da em cháy. Nắng quá sẽ làm cháy da luôn hả? Nếu mình làm cho da mình chống nắng hết mức có thể thì sao? Nó cũng hơi rát rát nhưng mình sẽ không phải ám đen em. Itadakimasu. Người ta làm cho trứng của em chín rồi. Ừ. Mình còn quên một thứ. Ừ? Đôi giày của em. Đôi giày của em.
Hello mọi người, đây là chồng tôi với chiếc ảnh đi làm màu tím, tím diệm luôn. Coi mẹ lay quay kìa, lay hoay với cái xe hoài không được. Thôi kêu cứu đi. Alo. Mẹ. Mệt không? Không mệt. Đây là cái bầu cát trắng của anh đó. Đúng rồi. Đây là cái bầu cát trắng đó mọi người. Xem này. Rồi, té giờ. Em bước đi nha. Đừng, 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 nó chỉ tới đây, đây thôi. Biển đẹp nha. Em có thể thấy vùng nước sâu nhất là cái màu xanh đậm nhất. Còn mấy này phù sa. Yes, what's this?